Angela Phương Trinh muốn nghiêm túc làm nghệ thuật, nói không với thị phi. Tạm rời làng giải trí Việt khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Angela Phương Trinh khiến nhiều người bất ngờ với màn lột xác khi trở lại. Chia sẻ về lý do tạm rời làng giải trí khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên người mẹ nhí trải lòng, lúc trước, mình cứ nghĩ chỉ cần sống an toàn thôi vì cảm thấy showbiz phức tạp quá nên quay về, chuyên tu tập 5 năm và ăn chay trường, vì vậy sống khá là khép kín. Bản thân mình cũng không có nhiều mối quan hệ bên ngoài, kể cả trong nghệ thuật nên luôn mong muốn có cơ hội để gặp được một người vững chãi về kinh tế và giỏi về kinh doanh để chỉ dẫn cho mình. Mình của hiện tại hoạt bát hơn, năng nổ hoạt động trở lại là nhờ vào may mắn được gặp gỡ và lắng nghe lời động viên và khuyên bảo của một người chị Lan Anh. Mình được học từng cái nhỏ nhất, xâm nhập vào nhà yến để xem quy trình lấy tổ đắc tổ và học ở trường chuyên nghiệp về cách trưng yến, học cách đối xử với các anh chị cùng đồng hành chung công ty như thế nào. Mình kinh doanh để hy vọng giúp đỡ được nhiều người hơn, nên lần trở lại này chắc chắn không phải trêu trò mà tự ý thức được phải làm hình ảnh tốt hơn. Chính thức bước chân vào nghệ thuật với vai phụ trong Kính Vạn Hoa, Angela Phương Trinh lần lượt gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn cuốn hút, tự nhiên và đầy cảm xúc với nhiều tác phẩm ăn khách như Mùi Ngò Gai, Sứ Mệnh Trái Tim, Người Mẹ Nhí. Vì vậy, việc tiếp xúc với nghệ thuật từ quá sớm cũng khiến nữ diễn viên trẻ đối mặt với nhiều biến cố. Angela Phương Trinh trải lòng, trong các mối quan hệ hoặc những tình huống phải ứng xử với mọi người, mình thường xử lý theo bản năng và dần cảm thấy điều đó không đúng đắn. Nhân quả đang đến với bản thân. Lúc đó mình khép kín, sợ tạo nên những điều không hay trong môi trường nghệ thuật và cảm thấy cuộc sống chưa đủ để trau dồi về đạo đức, nên mình chuyển hẳn sang thuần tu. Khi gặp được chị Lan Anh, mình hiểu được lý tưởng phải phụng sự, xông pha để mang lợi ích đến cho cuộc đời. Được biết, từ sau vai diễn Hạ Quyên phim Glee, Angela Phương Trinh dần vắng bóng trong làng điện ảnh vì chưa tìm được kịch bản thật sự phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, sự trở lại đầy biến hóa trên thảm đỏ trong một sự kiện gần đây của nữ diễn viên và gây sự chú ý lớn đến đông đảo khán giả chính là khởi đầu cho con đường nghệ thuật sắp tới. Để chuẩn bị cho sự trở lại chỉnh chu, nữ diễn viên cho biết, bây giờ mình hoàn toàn tập trung vào nghệ thuật và kinh doanh. Lắng nghe lời khuyên từ mọi người rằng vẻ đẹp thanh mảnh, nhẹ nhàng và dịu dàng vẫn phù hợp với mình nhất. Bản thân cũng thấy hợp lý vì tốt cho hình ảnh và đa dạng các bộ trang phục của mình hơn. Do đó, mình cũng quyết định ngưng tập gym và giảm cân. Đề cập về những lùm xùm bản thân từng đối mặt, Angela Phương Trinh thẳng thắn, nếu khán giả không đồng tình thì chắc chắn phải tự nhìn lại mình. Con người cũng không toàn diện nên phải luôn cố gắng. Hiện, mình đang cố gắng từng ngày để cập nhật và đổi mới hình ảnh tốt, đem đến cho nghệ thuật những sản phẩm chất lượng và tài năng, đặc biệt là không có thị phi.